Lâm Rau đương gái chèo coi. À, chỗ này là chỗ nói chung là mấy người họ trái gái. Trời ơi, to quá luôn các bạn ơi. Năm nay rất là to. Cả nhà nha, ngày hôm nay Lâm Vân sẽ đưa các bạn đi hái trái ở khu vườn ở Mỹ nha. Nói chung là trái không có phải trả tiền để đi vô hái đâu nha. Rồi theo dõi với Long Vân để coi thử coi có nhiều trái hay không nha. Ở đây thì khu vườn này thì nói chung là mình cũng có quay bao nhiêu lần rồi. Tìm trái lớn hái thì em nhiều lắm. Đây là những cái trái phe nha, trái lê đó. Đó, đi nè. Qua cây kia hái trái bự kìa. Đây, kìa, bự không nha. Trên nè, trên cao nó mới bự nè em. Nè, những trái mà nó đây nè, những trái như vậy nè mọi người là nó chín rồi nè, nó già rồi nè, nó rất là ngọt nha. Đó. Nè đây nè. Anh đi, quay kia. Đóng cái này. Quá trời kìa, nè, chú đây. Cái vườn này nè nha các bạn là không nói chung là vườn của thành phố cho nên mình có thể mình vô mình hái miễn đừng phá là được rồi. Dạ. Yeah. Thì cái này mình cũng post lên mấy lần rồi nha mọi người. Những năm trước mình cũng có post lên rồi, không biết là mọi người có để ý hay không. Ôi uổng vậy nó rớt lượm lên. Dạ, yeah, ít trái hơn nhưng mà trái nhiều, trái to. Nè, bự bự không nè mọi cái người. Nè, quà nè. Wow, nó ăn rất là giòn. Giòn như ổi á, mà ngon hơn ổi luôn á. Ngon hơn ổi, wow, đã chưa? Đây nè, hái trái trái bự. Ngày hôm nay mình đi hết cả gia đình luôn nha các bạn. Và mình đi chơi cuối tuần. Cũng là mọi thứ là đều cuối tuần. Nè, nhiều lắm mọi người, cây nè. Rồi quá trời luôn nè. Nhưng mà cây bên này hình như nó nhỏ hơn. Cây bên này hình như nó nhỏ hơn nè. Ôi cây này trái mà nó dài nè, ít trái mà nó dài nè mày. Wow, nó là một cái vườn nha, người ta trồng rồi cho những người mà giống như họ donate đó. Đó thì đây là những cái cây táo mà nó hết mùa rồi, nó chỉ còn lại một vài trái thôi, nhưng mà cái táo này á thật sự ăn nó xốp lắm, mình không có thích. Đó, còn cái cây plum này cũng vậy nè. I want this táo. Wow, bự bự nè, look at it. Các mày qua đây háo cái thái táo này này ăn mới ngon này. Và đây mọi người, mấy cái táo này ăn với đá này, wow, bự bự không này mày. Nè, no, cây loại này cũng ngon này. Đây coi mọi người này, wow trái gì đấy, trái Asian pear đó. Asian pear này, năm nay to quá luôn. Coi trái này này, bao mọi người, to lắm cái này. Cầm. Cái này là đều là organic nha. Yeah. Nói chung là những cái trái này là không wow, phân mọi người bón đâu nha. Wow, đã chưa? Tự nhiên thôi. Oh, wow, đã trời quá. Ơi, trái quá quá trời, trèo lên trời mới trái bưng trái này này. Thì mình cũng muốn chia sẻ cùng với các bạn là ở bây đây có những cái khu hả? Mà... Do you want me to do it? You want to do it? You can trèo. Yeah, I can try. Hãy trái bưng đây này. Wait, there's a bee. No bee. No, it's just salt. Yeah. Đó. À, gia đình của mình ngày hôm nay cuối tuần đi ăn uống xong rồi. Bây giờ ghé qua đây. Đó, bây giờ Lâm Rau đương gái chèo coi. À, chỗ này là chỗ nói chung là mấy người họ để mà memory trong gia đình của họ, họ có tiền á. Rồi họ donate cái vườn này cho thành phố. Thì nó có những cái cây ăn trái nè. Khi mà thành phố á, đó, những cái vườn ăn trái như vậy thì họ cho mình vô hái thoải mái lắm. Nhưng mà đừng có phá, hái dục tùm lum hay là gì nó dơ. Đó, mình hái về ăn thì ok. Cho nên mình có thể hái nha các bạn. Đây, những cái này mà ra, nếu mà ra chợ mà mua á, thật sự rất là đắt tiền mà. Nè, những cái trái phe, còn những cái lê Nhật nha, lê Nhật mà nó to như vậy nè. Còn cái lê là lê Mỹ nè, lê Mỹ trăm muối. Nó chín quá đó. Trời ơi, to quá luôn các bạn ơi. Năm nay rất là to. Trời ổn quá. Trời ơi, làm rau rối luôn. Ôi trời ơi, trái gái. Ông không bự bằng trái này anh hái đâu. Xí trái này bự hơn. Ô, năm nay sao trái to quá. Những năm cái trái năm ngoái mình lên là bị người ta hái trước rồi. Nói chung là
Đây nè, bên này nè con, coi chừng té, cẩn thận. Đó, giống như là khi mà tới đây chơi, mình muốn trèo lên hái, ăn này kia, mình cứ thoải mái nha. Không có... to quá. Wow. Rớt. Đưa người qua này nè. Mua quà. Còn không, sắp over here. No. Đó, con gái hai trái to. Wow. Wow, to quá ha. Wow. Đây là trái lê Nhật mà màu xanh nha. Nó có lê Nhật màu nâu đó. Đây, lê Nhật màu nâu là đây nha. Nhưng mà bây giờ mình cứ hái cái trái. Ô trời ơi kìa. Ô to quá. Trời ơi. Ô ba trái luôn á chứ không phải đâu. Ô đây. Rồi hai trái này. Wow. Ô đây. Trên đó. Ba trái kia nữa, trời ơi nhiều quá luôn. Linh à, ba hái hết ba trái đó luôn đi. Nó chạy ra đó. Lên nổi không? Con chèo lên này, con chui lên này. Gã chèo không nổi đâu. Quên điều ấy. Cái bự bên này nè, rồi hai ba trái đó hái luôn đi. Are you sure? Yeah. Mình hái đi chứ nếu không á nó chín quá nó rớt á con, nó rớt xuống. Nó đầy dưới đất rồi nè. Ừ. Nó hư hết nè. Nó chín nó hư hết cho nên mình cũng hái hết đi. Đảo. Wow, mọi người nè. Trời ơi. Bây giờ mình lâm ra ăn thử cái nha. Cho ăn nữa, đòi ăn nữa. Nè, mới ấy rồi. Chùi rồi. Này. Trời ơi. Thôi được rồi. Để cho người khác ăn nữa. Thôi mình hái ít thôi rồi để cho người mình hái vậy rồi cho người khác tới hái nữa nha các bạn. Nói chung là mỗi người một ít chia sẻ. Nè mọi người. Đây, chùi quần. Mới ăn buffet no một bụng rồi mà lông rau còn đòi ăn nữa kìa. Wow, ngọt. Ngọt. Mê luôn. Đã quá. Trái bên kia kìa, trái bên kia kìa. Trời. Ăn ngon mà. Wow, nước không á. Ngọt quá. Ngọt. Wow, đã quá. Mê. Trời ơi. Mình mới hái có một chút xíu thôi, đầy rổ rồi nha các bạn. Té. Gái của mình nó nhẹ nhất trong đám cho nên nó trèo lên được nha. Ngon. Nó không có gì hết. Mấy cái bậy của cây rồi. Wow. Ở đây không phải là trồng trái cây không đâu nha, nó cũng có trồng bông, trồng đồ nữa, nhiều thứ lắm. Wow, hái rồi mấy chút xíu à. Hai loại nha. Bây giờ loại đen nha mọi người. Bây giờ loại này loại đen. Loại này ăn nó chát hơn. Hồi xưa nhà mình á trồng ba cây này nè. Xài hú rí. Nhưng mà cây này nó chưa có chín nha mọi người. Dạ. Đây cũng trái bự rồi đây nè. Nhưng mà hình như nó chưa chín. Chưa. Nó cũng bắt đầu rồi. Cái này chắc phải tuần sau nữa. Thôi để tuần sau lên hái đi ơi. Ăn được rồi. Đây nè, trái to nè. Đây. Đây này mọi người. Nhưng mà cái vỏ của nó ăn chát lắm. Nhưng mà thôi để tuần sau đi hái rất đi. Rất là ngọt. Không sao. Để thử cái màu nâu thử coi này, làm đâu. Nó đang còn chắc. Cái vỏ quá. Rất là dày nha. Cái này nó ngọt. Khi mà nó chín cái này nó ngọt hơn. Ngọt lắm. Nó ngọt nè. Mà mọng mà mặn mà đó. Còn cái kia nó ngọt nước. Ngọt nước nhiều. Nó ngọt. Tuần sau đi ha. Tuần sau lên hái. Tuần sau hái rồi. Tuần sau mình sẽ lên hái nha các bạn. Bây giờ mình nói chung tạm thời mình hái ngày hôm nay đường chừng này được rồi. Thôi được rồi, đi về là được rồi đó. Ok. Đó, bây giờ qua hai mấy trái lê nữa. Qua thấy hai mấy trái lê Mỹ nữa. Đây nè nha, mình quay sơ cái vườn. Cái vườn này táo đáng lẽ là nhiều lắm, bây giờ nó cũng hết rồi nha. Táo rất là nhiều nha mọi người. Đây là apple nha, nó rớt nè. Đây, táo. Nhưng mà nói chung là mình không ăn táo. Mấy cái táo này nó xốp mà nó hơi chua. Mình thì không thích ăn chua cho nên mình không hái nha. Đó, đây nè, quá trời luôn, trái to ghê chưa. Đó, wow, thấy không? Mình quay sơ cái khu vườn này cho các bạn. Đây là vườn trái cây không nha, của người ta tặng cho thành phố để mà nhớ đến gia đình họ. Cho nên họ đã để đây rồi, ai muốn vô ăn uống thì ăn đó.
đó nè, để memory audio friend nè, đó đây là cái bảng mà để memory, cho nên thành phố giữ lại những cái cây này để mà nhớ đến cái người gia đình của họ, bạn bè của họ đã mất á. Thì đây bây giờ mình hay thích lên trên này lắm, nó có nhiều cái chai mà nhà mình thích ăn phe đó, ba đứa chim vậy đó kìa. Cha con đi lên. Hái à. Đi ừ. Ừ. Trời không sao, nó rớt xuống cỏ đây. Ô trời ơi quá trời luôn rồi. Trời ơi đây, hái nhiều quá. Đây coi, ok coi có trái nào bự không, hái luôn coi kìa nè. Rủ rỉ, trái rủ rỉ luôn nha các bạn, quá nhiều luôn. Okay. Cái này nè mà cắt xong rồi sốt với lại muối ớt á, ô tuyệt vời, ăn nó ngon y như là ổi vậy đó nha. Đây cái nè đó. Trời, bên cây kia cũng nhiều lắm nè, loại này màu này cũng tuần sau mới chín, loại tím thì nó chín sau, cái loại trắng cái loại nâu á nó chín lâu nè. Coi cái trái này lơ bự chưa, nó nằm mình nó ăn trái rồi mình với không tới luôn. Thử đi, cái màu nâu á thường nó ít ngọt lắm, ngoài này rất là ngọt. Dạ màu nâu đó lúc nào nó cũng ngon hơn, nhưng mà nó ô trái to chưa kìa. Đây kia kìa, đó trái đó đó. Wow, oh yeah, to quá hả, nó to nha, nó đấm mình này. Ừ. Đó, này. To lắm á. Đây còn trái to nữa nè. Oh yeah yeah. Nghe chỗ đó đó. Ha. Cái kìa. Wow. Yeah, đã quá. Oh, trái kia kìa. Ho oh, đó đó. Đây nè, đây nè. Đây. Ho. Oh. Tới đâu? To quá. Thôi coi chừng gãy cành của anh ta. Ready. Ready. Rồi lông rau nhảy lên. Ồ, oh, có bò. No, ladybug. Rồi, được rồi, thôi được rồi. Đủ ăn rồi, mình ăn vậy để cho người khác ăn nữa chứ. Ừ. Đó. Mình hái đủ ăn nha. Cái này không phải đủ ăn, dư ăn luôn. Hạt dẻ mình sẽ đi hái sau nha các bạn. Bây giờ nó vẫn đang còn chưa lớn. Đó. Ừ, có bự. Vẫn không nở hả? Lông rau không nở. Ồ, hai cái kia kìa. Đây. Lông rau, hai trái trên kìa. Oh. Cũng vậy thôi. Thôi. Oh, to. Oh, wow. Đó, đã chưa? Wow. Oh, cái kia thôi. Đó. Nói chung là của công cộng nha, nhưng mà mình cũng phải giữ gìn nha các bạn. Chứ nếu mà mình phá là năm sau nó không ra trái nữa, mình bẻ cành hay là gì, nó không ra trái nữa, mà khi nó không ra trái nữa thì mình cũng không có mà để ăn nữa, thưởng thức. Cho nên khi mình làm gì mình cũng phải bảo vệ của chung, của chính phủ cho mình vô hái thì mình cứ hái ít thôi, rồi hái những cây lớn, còn giá nhỏ từ từ nó chín thì người khác tới hái. Đó, một chút chia sẻ cùng với các bạn. Nói chung là cuộc sống ở Mỹ cuối tuần gia đình đi ăn uống xong rồi có những cái thú vui đi chơi, hai vợ chồng thì lại hay thích đi tìm tòi cây, hái trái, bắt sò, bắt ốc. Mới hái chút xíu mà một giỏ đầy này mọi người. Oh, trái peach. Peach, nó teo teo. Loại này ngọt lắm. Vậy hả? Yeah. Trái này là trái nhưng mà peach nó chín ấy quá rồi. Đào tiên nha các bạn. Yeah, đào tiên này. Nó chín, chín quá rồi, hư hết rồi. Oh. Loại đào tiên này là nó sần sùi nhưng rất là ngọt nha, rất là mắc tiền nha. Đào tiên xấu xí á. Ừ, nhưng mà nó chín quá rồi. Chín quá rồi. Trời ơi, chín ngon quá chưa? Rồi. Ở trong nó ngon chưa? Yeah. Wow. Nó chín quá rồi, bắt đầu nó bị có sâu á mọi người. Sợ là có sâu á. Cái bên đó nó dập thôi, wow. Không có sâu. Wow, ủ quá. Cái này lên trước tuần là được rồi. Ừ. Yeah, có mấy trái à? Đâu đây? Đây, trái này còn được này. Đây. Đào tiên. Yeah. Trái plum đâu? Trái plum bên kia. Cây ở đây nữa. Plum kia. Hết rồi, không còn. Họ hái hết rồi. Wow, à, trời ơi, trái đào tiên ngon quá. Vàng khờm luôn. Ngọt quá hả? Ừ. Được không? Đã hả?
Wow. Để lột cho. Thôi được rồi, không ăn nổi đâu. Thử. Ngọt lắm. Thơm quá luôn. Thơm, dạ, thơm mà ngọt lắm mọi người. Đầu cái hột có chút xíu à. Nè. Ồ, ngon quá. Cái hột có chút xíu à. Quá, quá ngon. Thơm ghê luôn á, đúng là thiệt. Ngọt nè. Dạ. Còn hai cây. Cây mận. Đây, bây giờ đến cây mận nha. Nó có nhiều. Còn sót lại được mấy trái. Còn sót lại mấy trái. Oh, trời, trái to ghê luôn. Rất là ngọt nha mọi người. Cái loại này rất là ngọt nha. Ờ. Cái mận này nó to mà nó ngọt lắm. Wow. Nói chung nếu mà người ta không hái mà nó rụng xuống á, City sẽ đưa người tới clean up nha các bạn. Đi thôi à. Tới dọn dẹp cho sạch sẽ, nó không có muốn có nhiều bọ rồi vi trùng. Vệ sinh không có good. Cho nên nếu mà mình không hái á, thì người ta cũng sẽ cào nó xuống hết. Xong bắt đầu người ta dục đi. Đã chứ. Nhìn lại đó nha. Đây. Giờ sao đây? Để điện nghe hái cho coi. Để mọi người thấy nè. Wow, mấy trái thôi. Hai trái. Mấy trái apple. Đây đây. Trời ơi kìa nè. Nè. Trời ơi từng cây, từng cặp nè. Bây giờ mà đút nó đút trái kia luôn nè. Đó. Đi từng cặp đó thấy không? Đút thấy không? Đó. Thấy không? Giết mà. Wow. Táo rồi vậy nè. Một trái sâu rồi. Trái sâu rồi. Lấy một trái thôi. Nó bỏ dưới gốc thôi. Cái đó là nó vẫy thôi, cái vẫy nó dính thôi. Đấy, còn nè, muốn hai trái nữa nè. Hai trái đây nè. Đâu, hai trái bự hơn nè. Đó. Hai trái đó một sâu rồi, hai trái sâu luôn rồi. Sâu luôn hả? Dạ. Tại vì đây, hai trái đây. Ủa sao nó đi từng cặp vậy ta? Dạ. Nó cái táo không có bỏ thuốc nha mọi người. Cho nên là nó có bị sâu nhiều lắm. Thường trái cây mà có sâu có nghĩa là không có thuốc. Trái cây mà ở đây thành phố mà làm gì có ai bỏ thuốc. Đây nè, đây nè, đây nè, bên này. Trời ơi, hai đứa không đứa nào đồng tình hết. Đứa rồi lấy bên này, đứa rồi lấy bên kia. Trời ơi, lâm rau. Đây, tới đây. Cho mọi người thấy nè. Đẹp chưa? Đây. To ha. Này, mọi người. Này. Đúng là rớt à. Này. To. Trời ơi. To như mặt lâm rau. Đã chưa? Ừ. Wow. Đây. Rồi, 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 rồi. Trái đá. Đó. Trái đó nữa rồi. À, đâu có bằng. Ừ. Thấy chưa? Wow. Lâm lâu là nhìn phải biết chứ. Lâm lâu wow, to trái mà. Nó to. Coi trái nào trái. Đó, thấy chưa? À. Wow, trái apple. Ghê chưa? Trái không đồng nha táo. Mọi người. Không đồng, không tiền nha. Dạ. Yeah. À, cái này, cái chỗ này thì nó cách nhà mình tiếng mấy đồng hồ. Coi như là hôm nay đi chơi, đi ăn, đi chơi đó. Ừ. Thì xong rồi sẵn đây ghé rồi mình ghé hái rồi mình chia sẻ cùng với mọi người để biết cái cuộc sống ở bên này. Cái vườn này á, mình đi vào của CD nhưng cũng vẫn có người coi. Mình xin họ và mình nói đàng hoàng họ cho đi. Bởi vì cái vườn này hồi xưa á, Lâm làm ở đây cách đây là mười mấy năm, hai mươi mấy năm chứ. Là Lâm làm ở đây thì họ có nói là nếu mà mình muốn ăn thì mình cứ xin và nói họ là họ cho vô. Rồi mình khi mình vô mình hái á, mình ăn bao nhiêu mình hái bao nhiêu, đừng có phí phạm. Đó, vì đây để cho những người khác nữa. À. Mê lắm nha, nguyên cái vườn này, coi nắng cánh luôn nha. Cái dẻ này. Mới bắt đầu ra bông thôi nha mọi người. Dẻ nha. Hạt dẻ mình sẽ đưa các bạn đi lượm hạt dẻ sau nha. Bây giờ là mình đưa đi hái táo trước. Đi hái trái cây. Đó, thôi một chút chia sẻ cuộc sống nói chung là của người bình dân ở Mỹ. Yeah. Không cao sang đi chơi chỗ này chỗ kia, đi bắt sò bắt ốc. Dĩ nhiên là có tiền thì mua những trái cây ngon còn ăn, nhưng mà thật sự nó không có vui, nó không có thoải đúng mái này. Mình đi như vậy nó không có phân cho không gì hết, nó thoải mái nha. Rất là tốt. To quá, to hơn nắm đấm mình nữa mọi người. Này, bốn trái thôi nha. Bởi vì mình cũng không có ăn thích ăn apple nhiều, mình chỉ hai bốn trái thôi, thưởng thức thôi. Ừ. Rồi còn để đó thì có người khác người ta ăn. Thôi rồi, cảm ơn mọi người nha. Lâm theo dõi Lâm Vân đi hái trái cây. Đây vẫn còn rất là nhiều trái nha mọi người. Ừ. Còn rủ rí nha. Nói chung là có một vài trái thêm mang về cho người này người kia cho vui. Wow. Chứ còn mà mình nếu mà thật sự nếu mà mình ăn hái hết thì không có người khác, cho nên mình làm cái gì cũng vậy. Mình là
hái, mình phải biết người biết ta thì mai mốt họ mới cho mình tiếp tục được. Chứ còn nếu mà mình ăn, mình phá, mình vô, mình hái hết, hoặc mình bẻ cành, bẻ gỗ ấy, thì sau này họ sẽ không cho mình nữa. Ở Mỹ nó có cái hay vậy. Nếu mà mình cứ làm theo đúng luật, họ vẫn cứ cho mình. Còn nếu mà mình vô mình phá rồi một vài năm sau hoặc là nó hư là họ đóng lại là cuối cùng mình không có ăn. Cho nên thôi, mỗi người một ý nha. Thì theo cái sự chia sẻ của Lâm là như vậy. Bởi vì thật sự mình về mình ăn không hết rồi mình mang về nó cũng hư, thôi để lại cho người khác ăn. Một chút chia sẻ vẫn còn nhiều nha. Đây cây này, và cây này thì mới bắt đầu chín. Cây này tuần sau. Đó, còn cây này nè, trái còn rú rí nè. Quá đây. Trời luôn nè nha. Rất là nhiều nha. Đây. Giống như vườn lái thiêu ở Việt Nam á. Nhưng mà cái vườn đó mình trả tiền. Phải trả tiền. Này là không trả tiền. Trái vẫn trái to lắm nha. Nhưng mà mình không có hái nữa nha. Đây, trái này là ăn được rồi này. Đó, bây giờ mình chỉ đi chia sẻ thôi. Đây, ngoài này. Wow. Treo toàn ten rú rĩ nha. Đó, đây là cái vườn của người ta nha. Của thành phố nha. Đây là cái cây phe này. Và nó đang là chín nha mọi người. Đây là cái cây phe là nó đang chín tuần sau. Có thể là ăn được rồi. Wow. Thì mình có công mình đi vừa chơi á thì lái xe tiếng mấy đồng hồ lên đây ăn. Quá trời luôn này. Quá trời luôn này. Còn nhiều lắm. Dạ. Nói chung có dịp thì mình sẽ ghé mà mình hái thôi, còn nếu không á thì mình cũng không có đi. Cây này thì nãy là mình hái rồi đây. Vẫn còn nhiều trái nha, mình không hái hết nha. Trên kia cây này mình mới hái xong rồi. Đó, trái bự này. Đây này, còn đầy nguyên này, chỗ này hơn 3 4 trái này. Này trái bự không này. Đây. Ồ trái kia bự quá trời kìa. Trời ơi. Nhìn thấy cũng ham lắm nhưng mà thôi mình ăn đủ rồi mình để lại cho mọi người. Đó, đây là những cây ăn trái mà bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi bông nha. Cây giống như là bông la hoa. Bá phượng ha. Giống bông phượng. Không phải. Đó là cái trái đó nha. Wow, bông phượng nha các bạn. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn đó nha. Wow, đẹp quá luôn. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn. Dưới anh tình không. Nhà Lâm Râu đang nhớ em Phượng. Nhớ lại tình xưa đó. Đang nhớ em Phượng ở Việt Nam này. Đó. Trời ơi. Ngày mai hai đứa đôi nơi. Trời hát làm bậy nữa. Hèn gì hỏi sao em Phượng sợ quá chạy trốn mất Lâm Râu. Hát tào lao luôn. Tiếng ve nức nở lòng man man buồn. Bên này ve không có nha. Chia sẻ cả nhà nha. Nói riết là nó đâm ra nó thành ra nó xàm. Cây plum bên kia còn không? À, cây plum nó hình như hết rồi. Cây đó mùa này plum là nó trễ rồi em ơi. Dễ hả? Dạ, plum là phải lên sớm. Có một cây người ta cũng đào mất rồi. Nó già rồi, nó già, nó chết. Còn cái cây này là cây mòn. Đây còn đây, đây còn đây. Cây mòn này. Còn không, còn không. Đây còn trái này. Cây mà plum này rất là mòn. Mòn này mòn tím nha các bạn. Tím mà nó ngọt lắm nè. Wow, đó, đã chưa? Ngon chưa? Wow. Cái này phải đi ra trước 2 tuần. Cái này đi sớm hơn ha. Đó, ô đây còn nè. Nói chung cũng còn sót lại nha các bạn. Đó thì mình đi mót lại thôi. Đây nè. Bên này. Đây hả? Yeah. Đó, táo rất là nhiều nha. Đây còn nguyên một vườn táo nha mọi người. Nó cuối mùa rồi, nó chỉ còn sót lại những trái thôi. Đây này, thường nó đi cứ cặp. Cây này là táo vàng nha mọi người. Loại này táo khác nữa là vàng này. Đây, có trái vàng bự này. Mỗi loại đó, nó có khác nhau. Nếu mà màu xanh mà nó kia chín nó tím tím này. Đây này. Đây, loại khác nữa nha. Đấy. Bên ui, nè coi các bạn người này. Không ăn mà trái nó rớt xuống này, nó dơ nó đây này, dơ chưa? Đây. Qua bên này, trái rất là nhiều nha mọi người. Đây. Còn trái không này. Wow. Đây. Đấy, nhưng mà thật sự mình nó đang từ từ lớn. Cho nên mình không có hảo táo cho nên là mình không có hái, mình hái giờ đúng 4 trái thôi nha. Quá trời nha mọi người. Giống như vườn lái thiêu hả? Ồ, yeah. Cái này rớt rồi. Thôi kệ đó. Cái này rớt rồi mà vẫn còn nằm trên đây, nó kẹt. Đó, nói chung là Lâm Vân đưa các bạn đi vô vườn táo, vườn lái thiêu ở Mỹ để coi như là coi những cái cây trái rồi hái, rồi... những cái gì mà mình làm ở đây á thì mình cũng chia sẻ. Dạ. Thấy to nhìn quá rồi, thấy là ham lắm nhưng mà nhiều quá rồi mày, thôi để lại cho họ đi. Đây. Thôi hai trái đó nên lấy đó. Bây giờ tha nhảy lên nha. Đi. Lúc nào không nhảy nổi, to quá. To quá. Hai trái này nếu mình không hái nó bị rớt uổng. Ai đâu nhưng mà bây giờ. Thôi hái đi.
Lúc này nó tưởng tham đấy mọi người. Không phải tham đâu, mình không hái nó rớt xuống. Tại vì nó chín quá rồi. Hái sao được, nó cao thì sao hái. Đó. Bắt lâm voi trèo. Có mọi người có khi nào thấy con voi nó trèo cây không? Người ta phải kêu con mèo hoặc là con cá ấy đây, đây là lâm voi mà kêu bắt trèo cây. Thì đó. Bó tay luôn. Không gãy. Sợ gãy cây. Vợ nói thì con gì cũng phải trèo nha. Bây giờ mình thấy con voi nó trèo cây chưa? Ôi dạ. Nói chung là đó. Hai trái này cũng lớn nha. Wow. Đấy. Đấy, con voi bắt voi trèo cây rồi mọi người. Voi trèo cây. Đấy có trái vậy mà bắt bằng chồng voi trèo này. Thôi được rồi. Thôi không ăn nữa. Bây giờ mình sẽ đi về nha. Mình sẽ gọt ra ăn và để cho mọi người thưởng thức thử các trái cây nha. Nó như thế nào nha. Rồi mọi người đồng hành với mình. Và bây giờ mình về mình sẽ rửa và chấm muối ớt ha. Trời đó, rồi. Trời rồi. Ơi, nói tới cái là chạy nước miếng luôn nha. Mới ăn no rồi mà vẫn chạy nước miếng okay. Nha. Cả nhà, đây là thành quả ngày hôm nay mình đưa cả nhà đi hái lê, táo và mận. Rồi trái đầu tiên. Chết rồi. Quên lượm cái đám mận là hái xong để đất nhớ không? Giờ nói mận mới nhớ. Hái xong để đất đi rồi. Rồi không có mận rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ sắp ra nè, coi thử coi cái này là trái me không? Lê. Trái này trái apple nè. Đó. Chỗ nó to ghê luôn vậy á, coi cái đầu tiên trái lê nhật con kìa. Nhìn nó trời ơi. Apple vậy. Ừ. Mà sao nó méo méo ha? Thường cái này nó tròn phải không? Cái này lê, cái này apple em. Bây giờ mình không nhận ra trái nào luôn. Còn cái này là 4-5 loại vậy ha. Cũng là lê của Mỹ. Này lê Nhật nhưng mà loại đen. Lê của Mỹ nha. Lê Mỹ. Đó, đi có nửa tiếng. Mà mình hái nguyên một giỏ lớn như vậy nếu mà ra chợ mà mua một giỏ này cũng nhiều tiền lắm nha. Bỏ đây, đây bỏ đây. Riêng, bỏ đây cho nó. Hết tiền đâu. Bỏ lê bỏ riêng ra. Để coi mấy loại. Mình chỉ hái cái mấy trái apple, mấy trái. Ừ, apple mình không có thích cho nên mình không có hái nhiều rồi. Đó, còn lê không nha, mình thích lê này lắm. Lê này ăn nó giòn giống như là ăn ổi vậy đó, nó thơm lắm. Chấm muối ớt. Bảo đảm. Trời ơi. Đây đi. Đi. Chân đổ, trời ơi là mất hồn lên. Đó, mê chưa? Wow. Còn nữa hả? Nhiều lắm. Dạ. Một giỏ này là đầy luôn. Sao còn chỗ, đâu có đủ chỗ. Có nửa tiếng đồng hồ thôi nha, mà như vậy nè. Wow, đã chưa? Đây, có, thấy không? Đây có chén muối ớt làm sẵn rồi nè. Chén muối ớt, đó. Wow, đã không? Đó, thế rồi. Chiên bột rổ to, thiệt là to. Đây nha mọi người. Đó, đã chưa? Rồi. Bây giờ Lâm Râu sẽ ăn nha. Hôm nay nó mọc to. Nó mọc mà sao nó to, mà sao nó sần sù, mà nó giống như cái... Mẹ người chuyển giới bây giờ lê cũng chuyển giới, nói chuyện toàn là trên trời không. Đây là táo nha. Không biết nó reform lại thành cái dạng khác nha. Tác hình lạ về. Ừ. Nhưng mà ngon lắm, ngọt lắm. Thế nên mình nói nó chuyển giới là vậy. No, cái này lê. Chắc là bị hư. Không, nó là lê. Lê năm ngoái nó là trái lê bình thường. Mà năm nay á tự nhiên lê mà nó chuyển nó thành là chuyển giới luôn. Đây bây giờ nhìn khó nhìn chuyển giới lê nó ấy cái loại khó biết quả ha. Ừ. Đây mỗi thứ một trái đi. Đó đây, là bốn trái. Này, trái lê này là bình thường nha, nó bình thường. Cái lê này tự nhiên chuyển thành trái bom. Lê là bom là táo đó mà tự nhiên trái plum này em. Trái plum này. Là đủ chưa? Mỗi loại chưa? Nhìn đã chưa? Quá trời luôn mọi người. Ủ trái này. Còn trái này lợi hại chưa này? Ê rửa trái này em ơi, trái này ngon này. Không phân biệt được. Ừ. Không phân biệt. Không, mình phân biệt được. Mình phân biệt. Đây là lê nè. Lê nè. Lê Nhật nè. Lê Mỹ nè thường nè. Đó. Trái này lê. Hãy rửa trái này. Đây nữa nè. Để rửa trái đó luôn. Ừ. Hình táo. Giờ mình chỉ thử cái nào trước. Táo đi. Nó chua. Thử táo đi. Chanh nó chua. Táo xanh này là nó chua nhưng mà mình bom có thể... Mỹ nha. Bom Mỹ. Ở Mỹ coi như ở Mỹ cái gì nó cũng lớn hết mọi người. Nói chung là ở Mỹ cái gì nó cũng lớn hết.
Thằng Mỹ nó cũng to lớn mà đồ đồ ăn Mỹ nó cũng lớn. Đó, trái cây nó cũng lớn. Tại đó là làm rớt á. Dập. Táo là rớt là dập đã đen. Để mình cắt cái đen đi thôi, để mình gọt cái chỗ nào không ấy. Nhưng mà nó nhẹ nha. Nó to mà nó nhẹ. Cái loại táo, từ táo mà nó trồng mà giống như nó bán á, là nó bỏ nhiều cái phân lắm, cho nên mình ăn mình nó nặng, nó ngọt. Còn cái táo này không phân không gì hết, cho nên nó nhẹ lắm, nó xốp lắm. Tại vì mình cũng đã hái ở cái vườn này, hầu như hàng năm nào mình cũng hái. Đó, nhìn thấy không? Cắt ra mà cái mùi nó thơm nhá mọi người. Thơm mà mùi thơm mà kiểu mà nó chua chua, làm chảy nước miếng luôn á. Nói đi mà coi như ấy, đã vậy rồi. Còn cái chén muối ớt này, đây, không thấy chưa? Đó, nhìn cái chén muối ớt đã chưa? Đã, đó, đã không? Đó, dớt vô nhìn thấy rồi. Nhìn muối ớt với lại đấy không là đã chảy nước miếng rồi. Chứ chưa cần phải thấy gì hết. Đó. Cái này bom lắc nha. Chảy nước miếng mà chặt luôn á. Đây. Tại vì túp lều lý tưởng này cắt á mà cứ giống như là từ từ, không có cho mà lại ăn liền á. Nè. Đó, rồi thử đi. Đó. Nè. Ngọt. Sao? Ngọt không? Không có muối đâu. Cây. Nè, thử đi. Đó, cho ông nhiếp ảnh nè. Ông nhiếp ảnh chưa cho đã xin. Cầm muối không? Không cần, cũng được. Có không? Thì chấm vô cái này. Nó chấm không cần chấm muối, không cần chấm muối, nó có khai đường. Ui, mặn quá, ông chấm nhiều quá. Cay. Cay. Đây giờ mình sẽ ấy vô nè. Chết rồi, rớt rồi, rớt rồi. Đây mình sẽ cho ăn, người ta ăn là phải như vậy nè mọi người. Đó, để giờ nó rớt xuống bắt đầu mình chà nè, đó. Wow. Rồi mời cả nhà nha. Đây. Chưa ăn chảy nước miếng. Mời cả nhà. Rất là ngon. Giòn ghê luôn á. Ngọt mà. Nó có cái vị chua nhưng mà ngon. Đó, nó ngọt lắm. Ngon mà không với bạn đúng không? Ngon mà. Nhưng mà cái này là chín mà xanh hay vàng? Đây, xanh luôn. Chín xanh luôn. Có cây vàng gốc. Mà mình không lấy. Năm nay á là nó không ấy, mấy năm trước lên rút đầy gốc luôn. Năm nay lên trễ rồi, khi nó rụt nó đưa xe tới nó ủi. Hôm nay hôm nay hái nè. Cái này của City mà. Của City mà. Nhiều lắm. Có nghĩa là hồi xưa mình làm gần đó. Thì có người take care, có người, nó là cái vườn của một cái vườn của người ta, họ chết, Donizoji bây giờ City take care, thì cái người mà take care cái vườn này á, họ nói là mình có tới mình cứ hái ăn, đừng phá, có nghĩa là mình hái mình vừa đủ ăn, mình đừng có phá rồi, nhiều lắm, trời ơi hồi xưa đi làm đó cứ vô đó, ăn trưa á, ăn trưa xong hái xuống ngồi ăn một vài trái xong đi về thôi. Mà còn màu sắc vào màu xanh luôn. Đó, lúc đó là chưa lấy vợ. Là năm 97 tới giờ đó. Mà vỏ màu xanh. Rồi màu xanh nó có cây màu ấy. Còn lê nếu mà tới đúng mùa á, mận nó nhiều. Mận những trái mận rồi những trái đào hả? Trái đào mà lông á. Nó ngọt lắm, nãy ăn thử. Trái peach á. Rồi nó nhiều loại lắm. Rồi hai cây dẻ lớn nữa. Rất là nhiều nha. Còn đây. Đây là trái lê Nhật. Đó, là cũng cái này nè, đây là lê Nhật mà bây giờ gọt ra là nó như vậy nè. Cái lê này nói chung là mình tại vì mình thấy là họ không có dùng phân á, cho nên nó có sâu nha. Không dùng thuốc thì có sâu. Nếu mà có thuốc không có sâu. Đúng rồi. Có thuốc là không có sâu, cho nên là những cái này là ăn rất là xếp nha. Có sâu có nghĩa là không có thuốc. Mình ăn trái cây là mình phải biết cái những cái đó. Mà của thành phố mà đâu có ai tưới, đâu có ai chăm sóc gì đâu, nó tự nó lên xong rồi nó chết, có một số cây nó chết. Có nghĩa là hồi xưa là mình khi mình làm ở đó là cây này nó còn nhỏ lắm, là 26-27 năm rồi. Thực sự người ta sẽ không dám hái bởi vì người ta không biết đó là cái gì. Giống cái táo cũng không giống. Rồi bây giờ mình cắt sạch sẽ rồi nha mọi người. Đây thì nói chung là mình cắt những cái gì mà nó không ấy đi thì không có sâu. Nó thật sự không có sâu mà nó bị cái giống như là kiểu đồi mồi, đúng rồi, giống như nút ruồi á. Mặt mình cũng nút ruồi thì dạ, giống như thực sự từ vì người ta không dám hái bởi vì nó không giống cái quả gì cả. Táo cũng không giống mà lê cũng không giống. Nói chung là cái vườn này là vườn của một cái người đó, họ thí nghiệm những cái trái cây này, họ thí nghiệm
Rồi họ chết đi, gia đình chết đi, họ sẽ donate cái nhà. Dạ. Chứ thực sự mình mà gặp ra gặp thằng này mình không dám, không dám hái, không biết nó cái gì nữa. Nhận ra cái của nhà mình nó có chút à. Táo cũng giống táo mà. Cái của nhà mình như vậy nè. Đây ông như vậy. Đó, y vậy. Mà bây giờ nó ra trái như vậy nè. Mời cả nhà, trái này là lê Nhật. Màu chạm, màu xanh nha. Japanese pear. Japanese pear. Ngọt không? Ngọt lắm không? Không, cái này mình ăn rồi, nãy mình ăn trên cây luôn mà. Ngon lắm. Trời, tuyệt vời. Quá ngon. Quá ngon. Đây mọi người, mời cả nhà nha. Đấy, nè. Nó rắc muối lên nhìn nó hấp dẫn nha. Đó, rồi. Quá ngon. Quá ngon. Mà nó juicy, có nhiều nước lắm. Ngọt, tuyệt vời. Không cần muối. Quá ngọt. Giòn. Giòn xong rồi nó giòn tan ra trong miệng. Đảo quá. Đảo quá hả? Bây giờ có thể nó lai hả? Nó lai giữa Apple. Năm ngoái nó y hệt vậy nè. Năm nay nó mới mập vậy. Năm nay nó khác, nó mập vậy á. Nó lai giữa. Năm nay nó tốt quá. Năm ngoái là nó vậy thôi nè. Mà lá nó cũng tốt hả? Năm nay lá cũng tốt, cây nó um tùm. Bây giờ mình sẽ thử lê Nhật nha. Trái này cũng là trái lê. Đó. Lê này cũng là lê Nhật nhưng mà nó da màu nâu, chưa chín nha mọi người. Mình hái sớm thôi. Lê Nhật mà da màu xanh, nhưng mà thằng này là cũng giống nhau không? Không cây. Đây là lê Mỹ. Lê Mỹ mà màu nâu. Lê Mỹ màu xanh. Lê Mỹ màu xanh. Đó, hai nó loại. Có nhiều loại lắm. Đây này. Thấy không? Loại nâu và loại xanh. Cái loại này nó chưa chín. Nhưng mà mình hãy thử để ăn thử. Hình như cái loại này là khi mà nó chín quá ăn nó mềm èo hò. Đúng rồi. Không thích ăn. Và thằng này thì giống nhau. Cùng nhau ở đúng rồi. Phải ăn giòn. Trời ơi con chó mình nó rối rắm lên nhỉ. Biết lý do tại sao không? Chắc nhiều lúc nắng quá cho nên cái đó nó bị thâm đồ mồi. Hoặc là thiếu nước. Nắng quá năm nay nắng quá thiếu nước. Mấy tuần liền nắng đó. Hai tháng này đâu có một mưa nào đâu. Đó. Vì như vậy cho nên cái trái cây này nó bị đâu ai tưới đâu mà bị thâm, nó bị như vậy. Đó. Tuyệt vời quá mọi người. Chứ năm nào mình cũng đưa các bạn đi hái mà, thấy không? Năm nay thì trái nó lớn hơn thì mà ngọt quá, nhiều nước lắm. Cái này á, trái này túp lều đấy, tưởng đang cọt á. Nó chưa chín nha, thằng này lúc nào nó chín sau nha mọi người. Và nó như thế này, trái này á nếu mà chưa chín ăn nó có một vị chát. Nhưng khi chín rồi á, đúng cái lúc của nó rồi á thì nó ngọt rất là thanh. Nó ngọt còn hơn cái thằng này nữa nha. Đó, cái thằng này là ngọt nước nhiều nhưng mà thật sự nó ngọt là theo kiểu nước ấy thôi, còn thằng này nó rất là đậm đà. Đậm đà. Dạ, đậm đà. Thằng nâu này mà phải ăn chắc, phải ăn. Ăn đầy mới ngon. Ăn được. Hồi xưa nhà con chồng nhớ không, mấy cây nhớ không, nhà cũ á. Ba cây. Ngon, ai cũng thích hết á. Nó màu nâu nhìn nó xấu xí vậy đó, chứ mà nó ngon hơn cái thằng màu trắng. Mà khi nó mềm thì nó ăn mềm thì nó không có ngon nữa. Nói chung mình đa số mình thích ăn cái giòn. Giòn đúng rồi. Giống như là giò ăn giống như kiểu ổi á. Ổi á mà nó thơm hơn ổi. Đó nghe không? Nó kêu cro 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 á, đã lắm. Wow. Đây. Phe Nhật. Cho ông nhiếp ảnh thử luôn nè. Chấm muối. Cái này là nêm chấm muối. Cái này nó giòn cùng ấy là ngọt. Cái này nó cũng được à? Tại vì nó chưa chín. Không cũng được. Nói chung là nếu mà nó chín là nó ngon lắm. Nè mời cả nhà thưởng thức trái cây không đồng. Japanese pear brown color. Trái pear Nhật. Đây. Nó có cái vị hơi chát chát. Mời nha. Cái thằng này là ngon nhất nè. Ngọt ngọt lim. Ngọt lim đúng hả? Ngọt ngọt lim. Là thằng này đó, nó. Chung là mỗi cái nó có ngon khác rồi. Nhau. Nó có vị khác nhau. Ngon khác nhau. Yeah. Rồi bây giờ bắt đầu mình thử tới trái này của Mỹ nha. Lê Mỹ màu xanh. Lê này thì nhiều người biết rồi. Thử trái kia đi em ơi. Thử trái đó trước đi. Rồi về cái này là hầu như ai cũng biết hết rồi. Cái này là lê Mỹ màu nâu. Màu nâu. Mình thấy ngọt ha. Nó sần sùi nhưng mà rất là ngọt nha mọi người. Nó này, cái này là nó thiếu nước chứ không phải bị gì hết á, nó bị thiếu nước. Cho nên là nó túc lều tưởng như kêu chuyển giới. Chó này chạy từ chỗ này qua chỗ kia này. Muốn cho em miếng. Cho em miếng hả? Lê nó ăn được. Đây. Cho em miếng phê. Nhớ nè, miếng. Trời ơi. Đây. Bây giờ, đây.
giờ cho kêu nó là cho mọi người thấy con chó của mình nó ngoan này. Ngồi xuống đó, ngồi đi, ngồi lên, ngồi xuống đưa tay lên đó. Rồi ngồi im, ngồi lên ngồi xuống, sit, ngồi xuống, ngồi lên, ngồi im đó, ngồi im, high five. Rồi ngồi xuống, nằm xuống roll over yeah đó. Lâu ngày không làm nó quên rồi, làm rồi. Cho anh đi cày. Chưa bao giờ thế. Đây là trái lê Mỹ nha. Mình đã cắt ra là màu nâu. Đó. Thì bây giờ mình thử nha mọi người. Mình sẽ thử coi là nó như thế nào. Đây. Lúc nào cũng là gì cả. Kính vợ đắc thọ. Đây ông nhiếp ảnh. Là cái gì? Kính lão đắc thọ, nhưng mà kính vợ đắc thọ. Có nghĩa là phải vợ trước đó, tôi mới sau đó. Không phải đâu, cái này là test food đó, có chuyện gì mình lăn đùng ra trước. Còn đâu? Lông rau khô ghê luôn. Đây mời cả nhà. À, lê Mỹ màu nâu, nó cũng có chắc vị gì chát. Nó chưa chín, nói chung cái này không nó ngon. Chín sau. Ngon không? Ngon. Rồi, mời cả nhà nha. Không có nha. Cái này không có vị chát. Có không? Hơi chua chua. Ngon. Ừ. Đây, mời ngon hơn quả trước. Hả? Ngon hơn quả trước hả? Ừ. Ngon hơn cái trái nâu kia hả? Ừ. Hay là nó chín hơn. Ừ. Có thể chín hơn. À, ngon à. Ngon. Wow, ngon quá mọi người. Ừ. Ừ. Rồi bây giờ thử cái này ha. Quá đã cái luôn. Này lê Mỹ màu xanh. Cái này giống như chín rồi. Em gọt rồi thấy giống như chín. Thấy mềm hơn. Ừ. Cái này lê Mỹ màu xanh. Anh thích ăn rồi, nó đang còn cứng á. À, nói chung là đồ trái cây mà mình đi hái á, mà không tiền á, dù nó có dở cũng phải ngon thôi mà, bởi vì đâu mất tiền. Không mà ngon thiệt, cái này ngon. Ngon không? Ngon. Ông nhớ bạn ngon, để ngon đấy không? Này ngon. Ở ngoài Costco phe không bự bằng cái này, nhỏ hơn á. Nó bán mặt quá trời. Như 8-9-10 đồng gì đó. Cái này nó bị không đúng là trái thiếu nước, không phải cái này là thiếu nước này, cái này nó bị khô, còn này là bị sâu organic cho nên bị sâu. Nhưng mà thường sâu nó thích ăn những trái ngon, chim nó cũng vậy, nó ăn những trái to. Giờ mình ăn chỗ không sâu thôi, những nhà vườn. Yeah, thử đi. Đây ông nhiếp ảnh thử trái này coi. Ừ. Ngọt không? Trái nào cũng ngọt đó. Ừ. Có vị thôi đó. Đây cả nhà, mời cả nhà nha. À, đó mình cứ ăn lúc nào mình cũng tưới lên như vậy đó. Đây. Cái này thì nó mềm hơn. Đây mời cả nhà. Không biết mấy người coi có chảy nước miếng không biết. Chảy không chảy? Mình ngồi đây mà còn chảy luôn. Ngon. Ăn ngon. Ăn cái cứng thì cũng ngon. Ừ. Nhưng mà cái này ăn nó có vị chua hơn nhỉ? Chua. Đúng không? Ừ. Cái thằng đen thì mà ngọt hơn. Ừ. Mỗi cái nó có một cái vị ngon. Nhưng mà phải khi mình ăn mình phân biệt được nha. Cái thằng này nó chua hơn. Nó chua một tí thôi, nhưng mà nó chua tí thôi, cũng không có khác như nhau gì lắm. Cái này nó mềm hơn. Hình như cái vị pear nó chua, nhưng mà cái thằng này chín thằng à? Japanese pear nó là ngọt. Ừ. Cái này cũng bị sâu. Chà. Hầu như cái nào mà có cái này cũng sâu hết. Nó chút. Rồi mình ăn cái ở ngoài còn sâu. Cái này thì nó chín rồi, nó mềm hơn, cái bảo đảm cái này thì ngọt. Không không. Ừ. Chua nó có mùi rượu à. Ừ. Đúng không? Ngon, nhưng mà nhiều người nói chung nếu mà Mỹ nó thích ăn chín mềm mềm. Ăn vậy đó. Ăn mềm vậy đó. Mềm hơn. Mềm lắm. Nhưng mà mình lại không thích ăn, mình ăn cái giòn hơn. Đây một giờ chút chia sẻ với cả nhà nha. Một ngày đi chơi đi, rồi đi ăn đi chơi xong rồi dạt ngang qua cái vườn mình hái về. Đây những trái này đó. Không đồng không tiền nha. Đã. Đó wow, đã chưa luôn.
Không bảo đảm mình đi mà mình thấy những con này mình không dám hái. Đó, đây. Không biết nó cái gì. Đó, thấy chưa? Đã cho mọi người. Đó. Trái phe. Trái lê. Trái táo. Trái táo. Đó, đó. Mà ba năm loại khác nhau không? Ôi còn trái plum. Trái mận. À, cái mận này lúc nãy mình hái nhiều lắm nha. Nói là để xuống đất để mình đi hái kia xong để xuống đất đi về luôn, nhớ không? À. Coi như là một mớ mận, coi như là hái xong để lại cho sóc ăn. Bây giờ còn đúng có trái thôi. Nhưng mà thôi, mỗi người miếng thì coi cái loại này nó là nha. Đây nè. Rồi, trời ơi, quý lắm á. Đây cho ông nhấp ảnh nè, cái gì cũng phải cho mỗi người miếng. Đấy. Đây mời cả nhà, mận Mỹ, mận tím. Hồi nãy hình như có mận vàng. Cái nếu có vỏ chắc chua hả? Chưa. Rồi mời cả nhà nha. À. Nó có vị chát rồi thì mình ăn cái vỏ. Nếu không ăn cái vỏ thì nó thấy mà có vỏ thì nó hơi chát nhưng mà ngon lắm. Thôi. Nói chung là không đồng không tiền là ngon, cái gì cũng ngon hết. Rất là ngon. Ừ. Cứ mỗi năm mình đi chia sẻ cùng với cả nhà để mà đi hái trái cây không đồng cùng với Lâm Vân. Rồi, một chút chia sẻ. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại. Thank you. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã coi những cái video và cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho Lâm Vân. Và Lâm Vân cũng cảm ơn trước mọi người đã ủng hộ và mong tiếp tục đăng ký và chia sẻ rộng rãi hơn để Lâm Vân có những cái video ra tiếp tục để cập nhật cái cuộc sống ở tại Mỹ nha, cuộc sống của người Việt tại Mỹ. Đó, nói chung là có những cái thứ này có nghĩa là phải có đường dây nữa nha mọi người. Cuối tuần coi như đi hái cái này về là ăn nguyên tuần luôn đó. Dạ. Đó rồi. Thì, cảm ơn các cả nhà nha. Rồi, bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Và hẹn gặp lại những video tới. Bye bye.